Dự án Con Cám là dự án mà Production Q cùng với đạo diễn Trần Hữu Tấn và Quân đã chuẩn bị hơn 3 năm. Thì có thể nói đây là một cái dự án mà Quân và Tấn rất là tâm huyết, bởi vì nó là một câu chuyện cổ tích mà hầu như tất cả người Việt Nam đều quan tâm và đều thắc mắc về những cái tình tiết kinh dị có trong bộ phim. Khi mà bắt đầu thực hiện vào phim Con Cám thì là cả ekip đã có những cái nghiên cứu rất là kỹ về các phiên bản cũng giống như là dị bản của Tám Cám để mang đến một cái không gian mới lạ cho người xem, đặc biệt là gần gũi với lại nhóm khán giả trẻ. Chụp tất cả cùng chụp một lúc luôn, là chính cái tay sẽ chụp một lúc lên luôn. Giữ lại cái tay luôn, giữ lại cái tay kia. Giữ lại bốn tay hai chân luôn. Anh nghĩ á, Phà, máy của Phà ở trên này nè. Tắm bò tới xong mình rút về. Con Cám là một dự án cực kỳ thu hút với Vi. Thì ngay từ đầu khi mà Vi nghe đánh giá dự án là Vi đã thích rồi. Câu chuyện Tám Cám là câu chuyện dân gian rất nổi tiếng của Việt Nam mình, mà đã vậy còn làm theo phiên bản kinh dị nữa, là một cái phiên bản mà Vi nghĩ là sẽ rất thú vị và nhiều thứ hay ho. Với phim Con Cám lần này và với nhân vật cám của mình thì mình nghĩ là nó có rất là nhiều sự khác biệt và nhiều cái sự đột phá, và vì như vậy cho nên là mình nghĩ bộ phim mới có thể đem đến cho khán giả một cái góc nhìn thật là mới mẻ, thật là có sức hút. Hai Hoàng trong phim Con Cám, đây là một cái vai mà mình lúc đầu, đây là một cái kịch bản mà mình nhận nhiều cái version nhất, và mỗi cái version khi mà Tấn và biên đạo biên kịch đã chỉnh sửa lại thì càng ngày mình thấy cái vai của Hai Hoàng nó càng kinh khủng. Bờm ở trong phim Con Cám là một nhân vật khá là danh mãnh, với em thì khá là danh mãnh và vẫn còn trẻ, khoảng tầm 22 tuổi thôi. Đây là một trải nghiệm rất là thú vị, nó khác với những cái vai từ trước giải âm nhạc. Tôi là Hạnh Thúy và tôi đóng vai Bạch Lão trong phim Con Cám. Đó không phải là một vai dài hơi nhưng mà là một vai khá là đặc biệt, bởi vì là đặc biệt về ngoại hình, về tạo dáng, thậm chí là cả về giới tính của nhân vật nó cũng rất là khác biệt so với rất là nhiều nhân vật của mình đã tham gia trước đó trong những bộ phim. Và tôi nghĩ rằng là vai Bạch Lão cũng là một cái điểm nhấn thú vị cho bản thân mình. Dự án Con Cám là một cái bộ phim khá là thú vị. Khi mà mọi người được xem bộ phim Con Cám, mọi người sẽ thấy đây là một cái câu chuyện về tắm cám nhưng với một cái hơi hướng hoàn toàn khác, một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. So với những các phim khác thì đây là một cái phim mà các diễn viên được phép sáng tạo nhiều nhất và là cũng là khó nhất, bởi vì đó là một câu chuyện quá gần gũi với mọi người. Làm sao để họ tin là những nhân vật đó đang sống trong phim chứ không phải là diễn viên đang diễn trong phim. Câu chuyện về Tấm Cám thì chỉ có Tấm Cám với mẹ của Cám thôi. Phiên bản này đó thì sẽ có ba của Cám và sẽ có ông nội của Cám, Hiệp là của vai ông nội của Cám. Cầm miệng lại! Mà đáng nhớ nhất, Nam nghĩ chính là cái ngày mà nắng nóng đỉnh điểm luôn á, là 42 độ C, hơn 42 độ C, và Nam mặc cái lớp đồ dày như thế và tất cả ekip đều rất là... Nó quá đông người mọi người, thực sự là nguyên ekip rất là cực khổ ngày hôm đó. Và thấy ai mặt cũng đỏ bừng luôn, có những người say nắng ngất, rồi là có những người cháy nắng. Thực sự rất là thương mọi người, và cái ngày hôm đó là cái ngày mà ấn tượng nhất của Hải Nam về set quay của Con Cám.